Sao đâu, tốt mà. Tại sao không ngậm? Có cái mặt em à. Bữa nay em được hôm nay bé La Vi được 9 ngày. Rồi em biết thật là dễ thương. Rồi dễ thương. rồi yêu anh nhé. Anh cũng thương em giả đèn luôn nha. Nhìn kia em biết nhưng mà mắt của đó. Nhưng rồi còn lên lửa nữa. Ý, cách đây có ba kìa. Đây là ba. Là ba là sinh mệnh của tôi. Ba là đây là bà ba. Ba, ba là dễ thương của tôi. Rồi ba. Cái đứa cháu mày nhìn tôi dữ gì? Rồi em biết. Rồi ba nói này là ba của mình. Rồi nói là em biết trong mày đã đời sau đó rồi rồi xong rồi rồi một 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 người đang ngồi trên trên chiếc gối của mẹ. Tiếp theo hồi nam hôm bữa em biết đá vô quần của ba luôn, đá vô người ba luôn. Nam được đá chưa? Đó. Trời ơi, giống thằng anh đi trang được rồi. Nào được xong rồi hỏi chứ ông ba túi ông ba. Được xong rồi cha mày à. Rồi hỏi đi. Ba thúi không ba? Tao đâu. Thử. Chưa em chưa ấy em mới được à. Thúi không ông ba? Thúi không ba? Giống anh hai luôn à. Rồi cái miệng này là thế nào đó, đang lấy gồng rồi đó. Cái người đang lấy gồng á. Cái người đang lấy gồng. Cả người làm điều xấu á. Chỗ chân mày ấm đó. Nên em đi to. Em đi mà rền nhà luôn. Đó. Đó. Rồi sao nữa? Rồi con hỏi đi. Hello. Đây là mẹ, còn đây là ba. Đây em biết là Vi nha, hiểu chưa? Em biết là Vi á. Mẹ bu vú để thương, hiểu chưa? Rồi tiếp theo, một nơi nhà đẹp.